đây là cần thỉnh những cái món ăn của quán cơm Tây Kế chi nhánh số 5 ở đường Lê Quang Định, Bình Thạnh. Đây đầu bếp đang tiếp thêm thức ăn vào khay. Chúng ta sẽ đến với ẩm thực cơm tấm cây khế. Đây là chi nhánh số 5 trong rất là nhiều chi nhánh của quán cơm tấm cây khế, nằm ở địa chỉ 397 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh. Quán này rất là đông các bạn. Chúng ta hãy một lần nữa chiêm ngưỡng tủ thức ăn, rất là nhiều thức ăn của nhân viên luôn đứng sẵn sàng bán cho khách. Đây là không gian của quán cơm tấm cây khế. Khách đang vô, mặc dù rất là đông khách ở trong quán rồi. Cơm sẽ được múc từ nồi này, bỏ trong hộp sẵn trên đầu tủ để khách mang về, hoặc là sẽ đem bỏ qua ra giữa ngay đây tại đây, và nhân viên ở trong quầy thức ăn sẽ múc thức ăn tướng mà khách gọi để xem, để bỏ trên cái bàn này để cho nhân viên để đặt bàn cho khách đó các bạn. Thấy là rất là nhiều món trên cái banner dán lên tường của quán, và giá chuẩn là 22.000 một phần các bạn. Gọi thêm canh sẽ tính tiền, hoặc là cơm thêm, hoặc là thêm thức ăn sẽ tính tiền thêm. Đây là cơm được nấu sẵn tại quán cơm Cây Khế các bạn. Đây, cô đang múc vô trong dĩa cho khách. Quán cơm Cây Khế này rất là ngon, có nhận giao cơm tận nơi và đặt cơm văn phòng của các công ty, các cơ quan. Đây là không gian của quán, nhìn từ phía bên trong gần bếp. Đây là món thịt chân mắm. Đây là tất cả những cái món ăn có tại quán cơm Cây Khế chi nhánh số 5. Đây là sườn được làm sẵn, bì chả. Rất là nhiều món ăn các bạn. Các bạn có thể thấy ở ngoài trước rất là đông khách đang chờ mua về và cả ngồi đang ngồi ăn. Đây là rau bún luộc sẵn. Đây là măng xào. Cà pháo. Và cả củ qua xào sẵn để làm rau. Món cá chiên. Thịt chiên, thịt kho, cá, gà, rất là nhiều món các bạn. Hai nhân viên quán đang thức ăn lên dĩa và cả cho khách mang về. Đây là cái khay canh để bưng cho khách, có nhiều sự lựa chọn cho khách là canh chua nè các bạn, canh chua nè, canh tập tàng, canh
coi. Khách sẽ được tùy chọn trong cái khay canh như thế này cho mình. Rồi. Cảm ơn cô. Nếu mà khách ăn canh nào thì chọn canh đó là rồi, người nào cũng được quay phim nữa nè. Anh cô cũng được không quay phim nè. Đây, mấy cô đang múc canh ra sẵn cho khách lựa chọn. Khách có thể chọn bất kỳ loại canh nào ăn kèm với cơm tấm cây khế trong cái khay này các bạn. Đó, cô Bưng. Đây là tổng quan những cái món ăn có đầy quầy thức ăn được nấu sẵn của quán cơm Kỳ Khế, chi nhánh số 5, Lê Quang Đức. Dĩa cơm được múc ra. Một. Thức ăn được múc ra một cái dĩa nhỏ riêng. Và nhân viên sẽ lấy niềm gắp rau bỏ vô trong trong dĩa. Đây là quầy múc cơm. Đây là quầy múc thức ăn. Đây là quầy rau và nhân viên bưng bê ra cho khách. Đây là pháo ngâm muối có sẵn và chấm món nem của quán cơm Kỳ Khế. Nhìn rất là ngon các bạn. Trên trường quán là dán rất là nhiều hình ảnh, nhiều banner về các món ăn của quán, về các món đặc khác, hình ảnh của mấy món ăn của cho thực khách lựa chọn dễ dàng. Là quán mình có bao nhiêu chi nhánh tất cả? Có 6 chi nhánh. Dạ, 6 chi nhánh. Mà món ăn đặc trưng của quán mình là món gì chị ha? Đặc trưng là của người miền Nam mình đó. Để mình ví dụ như món nào ạ? Ví dụ như những cái món mà bán chạy nhất á. Sườn nướng, sườn non ram thì có phù hợp với cái vị của miền Nam mình đó nên người ta ăn rất là nhiều. Dạ dạ. Chị ơi, cho em hỏi là khi nếu mà khách mà đặt mang về từ ở công ty thì mình có dịch vụ là giao miễn phí luôn phải không chị ha? Đúng rồi, với điều kiện là phải 10 hộp trở lên. Dạ yeah, dạ, yeah, rồi. Thì mình mới giao miễn phí. Rồi, chị ơi cho em hỏi một câu cuối luôn, là quán mình đã bán được bao nhiêu năm rồi chị? Gần 10 năm. 10 năm rồi, ngồi tại bàn và tròn mà cái thực đơn có sẵn trên trường rất là to, rất là rõ ràng và thức uống. Hoặc là khách sẽ trực tiếp vô đứng tại quầy gọi thức ăn xong về bàn ngồi, nhân viên sẽ mang ra bàn. Hoặc là sẽ đứng chờ ngay đây để mang nhân viên gói xong để mang cho về. Còn gì bằng khi mà ăn cơm xong, trong buổi trưa nóng được thì có sẵn trà đá mát lạnh. Lượng khách của quán Kỳ Khế rất là đông, các bạn có thể thấy. Mặc dù đã qua giờ trưa nhưng mà quán cũng còn rất là đông vì quán bán cả ngày các bạn. Đây, khách đang mua về.
nhân viên luôn túc trực để dắt xe cho khách gọn gàng. Đây, khách đang dùng món cơm sườn ram no quán. Nhân viên của quán rất là đông các bạn. Các bạn có thể thấy thường xuyên hả anh? Là ngày nào cũng ghé hay sao anh? Ngày thứ bảy nhật. Dạ. Anh cho em biết cái cảm giác là khi anh có ăn ở đây em thấy ngon không ạ? Dạ, thường thường anh ghé đây anh ăn chủ yếu là món gì anh yêu nhất ạ? Sườn non ram phải không anh? Anh cho em hỏi là cái giá của các món ở quán cơm cây khế này nè, anh thấy nó là sao anh? Nó hợp lý hay là rẻ hay là mắc ạ? Hợp lý. Anh cho em hỏi là anh ăn ở đây được bao lâu rồi ạ? Bao nhiêu anh? Gần một năm ạ. Đây, nhân viên mềm là cho khách. Các bạn có thể thấy là cái lượng khách của quán cơm cây khế rất là đông, nhất là buổi trưa. Thì buổi chiều thì nó có vẻ không bằng buổi trưa. Mọi khách đang vô gia vị canh khổ qua đồng thịt, những bì canh và những gia vị mắm để cho khách mang về. Đó, chị nhân viên của quán đang bỏ vô trong hộp bì để cho khách mang về. Em học sinh mua về để khi mà đi học về. Tủ thức ăn nhìn từ bên ngoài của quán cơm cây khế, bạn có thể dễ dàng chọn thức ăn nếu mà đứng từ bên ngoài. Bạn có thể thấy là cây gia vị trà đá của quán nè, cái chai mắm thì khách dùng thêm. Tốt. Rất là gọn gàng sạch sẽ. Như gần 2 tuổi rồi nhưng mà khách vẫn liên tục ghé quán. Quán rất là đông xe, rất là đông khách. Buổi trưa xe để vào cả trong hiệu luôn. Tiếp tục nấu ăn và rất là đông khách. Có thể là quán bán nguyên cả ngày nên là dù có 2-3 giờ thì khách cũng rất là đông. Bạn thấy không? Quán rất đông.